Như chúng ta đã biết thì rồng hay còn gọi là anh Long có đến 9 đứa con trong thuyết Long sinh cửu tử, và chị Phượng cũng không kém phần khi chị cũng có đến 9 đứa con theo thuyết Phượng rực cửu sổ. 9 đứa con này thì bao gồm có: thứ nhất là Kim Phượng, là linh vật có đầu gà, cổ rắn, lưng rùa và đuôi cá. Nó có bản tính bình hòa, phong thái cao quý, trang nghiêm, có khả năng thông thiên ứng địa, điều hòa ngũ âm và coi trọng cửu đức, là 9 đức tính của thánh nhân, bao gồm có khoan dung, độ lượng, ôn nhu, cẩn thận tỉ mỉ, chính trực, có tài trị quốc, biết lắng nghe, cương trực dũng cảm, khoáng đạt và giản dị. Vì vàng tượng trưng cho sự giàu có nên Kim Phượng là hình ảnh xuất hiện phổ biến nhất trên các tòa nhà, vải thổ cẩm và đồ trang trí. Vào thời nhà Đường và nhà Tống ở Trung Quốc, áo của hoàng hậu chính là hình tượng khắc họa của Kim Phượng. Thứ hai là Thải Phượng, đây là linh vật có ngoại hình giống mẹ nhất, với bộ lông ngũ sắc vô cùng rực rỡ. Tiếng kêu của Thải Phượng vô cùng đặc biệt, kêu nhỏ thì nghe như tiếng chuông vang vọng mà hiền dịu, kêu to thì như tiếng trống trận hào hùng uy vũ. Thứ ba là Hỏa Phượng, bản chất của Hỏa Phượng là lửa quanh thân, phủ đầy hỏa diệm, tính khí kiêu hãnh nhưng nóng nảy bất thường, khi vui thì tỏa ra ánh hào quang quy xa vạn trượng, khi tức giận thì cả ngàn dặm đều trở nên cằn cỗi. Truyền thuyết dân gian kể lại rằng Hỏa Phượng có thể dùng trùng hỏa sinh để sống lại từ ngọn lửa, tương tự như chim phượng hoàng trong truyền thuyết của phương Tây. Vì Hỏa Phượng có năng lực tái sinh cho nên một số cổ nhân thường điêu khắc Hỏa Phượng ngay trên mộ thất để mong cầu trùng sinh sau khi chết. Thứ tư là Tuyết Phượng. Với tính cách lạnh lùng đối lập với Hỏa Phượng, Tuyết Phượng sống ở nơi có tuyết phủ, ưa thích lạnh giá, thở ra tuyết, khi hít phải thì vạn vật đóng băng. Tuyết Phượng có đôi cánh rộng và dài, toàn thân phủ trắng nên tượng trưng cho sự thánh khiết. Nó cùng với Hỏa Phượng được xem là hai thái cực âm dương thừa hưởng từ cha mẹ của mình, trong đó Tuyết Phượng là tính âm, Hỏa Phượng là tính dương. Thứ năm là Lam Phượng, là linh vật toàn thân phủ màu xanh, tính cách ôn nhu, hiền lành, mềm mại, thủy chung, sống nơi ven biển, giỏi tạo mưa, đi đến đâu thì nơi đó như trời hạn gặp mưa. Thứ sáu là Khổng Tước. Trong các điển tích thần thoại Trung Hoa, dáng vẻ của Khổng Tước cũng không hề khác biệt lắm so với con Khổng Tước ngày nay, hay còn gọi là con chim công mà chúng ta hay thấy. Khổng Tước xinh đẹp và kiêu hãnh, nhân gian xưng tụng là đẹp nhất, lộng lẫy nhất và chói lóa nhất trong các loài chim. Dân gian có lưu truyền về một sự tích: nếu ai đi ra khỏi nhà mà gặp Khổng Tước thì đó là điềm báo hiệu được gặp nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, tương truyền rằng Khổng Tước từ khi mới sinh ra tính tình vô cùng hung ác, tác oai tác quái, thích ăn người và thảm sát sinh linh. Nó có sức mạnh to lớn, toàn thân Khổng Tước là hỏa diệm rực cháy, chỉ cần đến gần nó là bị đốt thành tro tàn. Theo truyền thuyết Phật giáo, khi xưa Phật Tổ Như Lai đang tu luyện trên Đại Đức Sơn đã bị Khổng Tước nuốt vào trong bụng. Phật Tổ tính lấy tính mạng của Khổng Tước để tránh việc gây họa cho nhân gian, nhưng chúng tiên đã khuyên ngăn rằng nếu như Phật Tổ mà lấy mạng của Khổng Tước thì chẳng khác gì lấy mạng cha mẹ của mình vậy. Lúc này Phật Tổ cân nhắc và phong cho Khổng Tước làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa của Trung Quốc cũng có nhắc đến một con Khổng Tước được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, tu hành nhiều kiếp, chứng đắc thần thông. Bấy giờ thời nhà Trụ, con Khổng Tước này chuyển sinh xuống nhân gian là Khổng Tuyên, làm tướng cho Trụ Vương, trấn giữ ải Tam Sơn. Trụ Vương sai binh đem đi đánh Khương Tử Nha. Khổng Tuyên có năm đạo hào quang ngũ sắc rất mạnh mẽ, có thể thâu được các bảo bối của tiên gia và bắt được các tướng dễ dàng. Cuối cùng phải nhờ tới Đức Chuẩn Đề Bồ Tát mới có thể thu phục được Khổng Tuyên. Thứ bảy là Đại Bàng Kim Sí Điểu. Tương truyền thời thượng cổ, Kim Sí Điểu có tướng như chim ưng, hình thể to lớn với đôi cánh màu vàng, khi vỗ cánh một lần có thể vượt 9 vạn dặm. Tương tự Khổng Tước, Kim Sí Điểu bản tính hung ác, lúc tức giận có thể mổ luôn một miếng thịt của Phật Tổ Như Lai. Ngoài ra cũng có thuyết cho rằng Kim Sí Điểu thích ăn thịt rồng, một ngày có thể ăn đến 500 con rồng. Ở trong Tây Du Ký có nhắc tới một nơi gọi là Hóa Long Trì, nếu như có một loài động vật nhỏ nào đó tiến vào cái ao này thì có thể hóa thân thành rồng. Truyền thuyết xưa cũng nói Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mỗi lần đi tiểu xối vào những cây hoa quả thì chúng cũng có thể hóa thành rồng. Bởi vậy Kim Sí Điểu mỗi ngày ăn 500 con rồng là cũng có khả năng. Kim Sí Điểu ăn quá nhiều rồng đó là một chuyện đại sát sinh, bởi vậy Đức Phật đã thu phục. Từ đó Kim Sí Điểu đã được Đức Phật hóa độ và trở thành một nhân vật luôn đi theo ngài, thành một vị thần chống đỡ thế giới và chống đỡ tòa sen. Cũng nói thêm rằng Kim Sí Điểu là một yêu quái có lai lịch khủng nhất ở trong Tây Du Ký, địa vị cao quý trong tam giới, là cậu ruột của Phật Tổ Như Lai. Tôn Ngộ Không trước pháp lực của Kim Sí Điểu cũng hoàn toàn phải bó tay. Sau khi huynh đệ kết nghĩa là Thanh Sư và Bạch Tượng, cả hai đều là thú cưỡi của hai vị Bồ Tát khác bị thu phục, Kim Sí Điểu đã chạy đến đại náo Linh Sơn Tự. Các vị La Hán đều không thể ngăn cản được, phải đến khi Phật Tổ đích thân ra tay thì mới chế ngự được con yêu quái này. Thứ 8 là Lôi Điểu. Đây là một linh vật có tính tình hấp tấp, nóng nảy, thích phóng thân giữa bầu trời, tiếng kêu vang như sấm rền, khi vỗ cánh có thể tạo ra những tia chớp. Và cuối cùng là Đại Phong. Với thân hình to lớn, hai cánh xòe ra là có thể che nửa bầu trời, khi vỗ cánh có thể tạo ra cuồng phong. Đại Phong được cho là tồi tệ nhất trong các anh chị em con của Phượng, bản tính hung ác, đi đến đâu là nơi đó cây cối bật gốc.
nhà cửa sập hàng loạt, không chỉ tàn phá đất đai hoa màu mà còn gây họa cho con người. Chính vì vậy, Đế Ngưu là một trong ngũ đế huyền thoại của lịch sử Trung Hoa cổ đại, đã ra lệnh cho Hậu Nghệ diệt nó. Sau đó, Hậu Nghệ tay cầm Đại Dực Thần Cung đã bắn rơi Đại Phong trên Thanh Khâu Sơn. Trên đây là 9 đứa con của Phượng theo truyền thuyết Phượng Dực Cửu Sồ. Thuyết này cũng có nhiều dị bản, nên có thể trong các dị bản khác danh sách này sẽ khác đi. Không biết là xem xong video này, anh em có đang nghĩ tới chị Phượng hàng xóm hay chị Phượng ở quán karaoke không?